anh nha. Hiếm khi thì mình thấy như anh em này đi cùng một tuyến như thế này đây. Như là 3-4 chiếc vậy đây. Cái này là gỗ các bạn. Như là bịch đằng á. Rất là bự luôn nha. Quá đã luôn. Đây thì đằng sau mình vẫn còn một đôi ba chiếc nữa nha. Bạn thấy không? Anh ghe cừ thì nhìn đánh rất là ngầu luôn. Đây phía đằng sau anh xà lan này thì vẫn còn một anh ghe cừ nữa nha. Wow, anh xà lan này cũng rất là bự nha. Này anh đang từ từ lên đây. Này là giống như bịch đằng các bạn. Chở về thì làm rất là nhiều thứ nha. Đây tiếp theo là anh xà lan các bạn. Cái mũi rất là cao nè. Rồi ở trước một người quan sát, ở phía sau một người nữa nha. Rất là an toàn luôn. Đằng sau thì mình sẽ thấy một anh ghe cừ nữa đây. Còn trong này thì luôn lúc nào cũng đông đúc các bạn.
hình như là anh chở dầu đó các bạn. Wow, anh này rất là nhỏ bé mà. Nhìn chiếc xà lan rất là gọn nè. Này của mấy anh biên phòng mà đi làm mấy cái trái nổi các bạn. Tự lên bắp kẹo là kỹ nha. Đây, hai ghe cừ đang chuẩn bị qua cái đoạn này các bạn. Tăng tốc vào đây. Khi mà phát hiện ở trên không có xà lan xuống thì mấy anh ga khẩm thường thì lên ga nhẹ nhẹ để mà đi nhanh qua cái đoạn cua gắt này nghe các bạn. Xuống rồi.